Đây mọi người, đây là những cành mai mà sắp chuẩn bị là Tết này. Mai này là mai Bình Định, một trong những nơi mà gọi là đặc trưng về mai đó. Cây mai rất là đẹp luôn. Mai này tới nếu mình sẽ hỏi giá thử bao nhiêu coi. Mai đẹp quá mọi người. Mai mới coi mai này rất là đẹp luôn, nhìn rất là ok luôn. Quả mai này thường mình bán nhiêu coi chú? Đủ giá. Đủ giá hả? Ví dụ như chậu này. Hỏi anh hỏi thứ này là khoảng bao nhiêu? Bao nhiêu coi? Cái này anh. Dạ. Cái này là 2,5 triệu. Cái này là 2,5 triệu hả? Ở trong này là nếu mà giá loại coi mà thấp nhất là bao nhiêu anh? Thấp nhất anh. Dạ. Thấp nhất là 800. 800. Là mấy cái nhỏ nữa anh? Nhỏ thấp nhất là 10 mấy coi à? Còn là cũng trên triệu hết, triệu đổ lên hết. Dạ. Đó, mai thì chỉ có cây nhỏ là còn 800 ngàn là thấp nhất nha mọi người. Còn nếu mà cây bự á, bự là tầm trên 1 triệu hết. Nếu mà lớn bự hơn là tầm 2,5 triệu luôn. Hiện tại thì nó chưa nở búp rất là nhiều luôn. Chị lướt qua cho mọi người xem á. Nó hoa bắt đầu nở rất là đẹp luôn. Những cành mai thôi là tuyệt vời luôn á.